Quý vị và các bạn thân mến, liên quan đến vụ con rể thảm sát khiến 4 người thương vong vừa xảy ra tại Vũng Tàu. Mới nhất, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thành, đồng thời cũng lấy toàn bộ lời khai ban đầu của đối tượng để làm căn cứ xác định động cơ và tội danh. Cụ thể, ngày 11 tháng 10, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thành, sinh năm 1979, trú tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, về hành vi giết người. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phê chuẩn các quyết định trên. Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng 14 giờ ngày 9 tháng 10, Thành cầm dựa đi sang nhà bố mẹ vợ ở sát bên cạnh. Đến nơi, Thành chém ông L.H. sinh năm 1941 là bố vợ, một nhát vào cổ tay trái. Lúc này, bà P.T.L. sinh năm 1945 là mẹ vợ chị LTT sinh năm 1975 là chị vợ và chị LTH sinh năm 1978, vợ của Thành vào can ngăn thì cả ba cùng bị Thành dùng dựa chém. Hậu quả, bà L tử vong tại chỗ. Cả ba người là ông LH, chị LTH và chị LTT bị thương nặng. Sau khi gây án, Thành bị mọi người xung quanh và lực lượng công an khống chế bắt giữ. Những người bị thương được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo lời khai ban đầu của nghi can Phạm Thành, 50 tuổi, ngụ xã Sơn Bình, huyện Châu Đức. Nguyên nhân xảy ra vụ việc trên là do cha mẹ vợ xảy ra tranh chấp đất với nhà hàng xóm kéo dài, không giải quyết được. Do đó, chiều ngày 9 tháng 10, Thành bực mình nên mang dao đi chém nhiều người trong gia đình nhà vợ. Sau khi gây án, Thành tự dùng cây dựa đập vào đầu mình gây thương tích. Hậu quả, nghi phạm đã dùng dựa chém gia đình vợ khiến một người chết, ba người bị thương. Các nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện Bà Rịa cấp cứu trong tình trạng choáng do mất nhiều máu, trong đó có người bị chém gần lìa cánh tay. Tuy nhiên, bước đầu nghi phạm Thành khai nhận nguyên nhân gây án như trên, song do tâm lý chưa ổn định nên cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ lời khai này. Theo công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thành chưa từng có tiền án tiền sự. Ngày 12 tháng 7, Thành bị đau đầu, có biểu hiện khác thường và đã được gia đình đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thành được chẩn đoán có hội chứng động mạch sống nền, phản ứng stress và rối loạn thích ứng, có dấu hiệu thiếu máu não, chóng mặt. Thành được mua thuốc 7 ngày cho về nhà điều trị nhưng sau đó không tái khám tại đây. Bước đầu cơ quan điều tra xác định nghi phạm có hồ sơ bệnh án của bệnh tâm thần. Trước đó đối tượng Thành được điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Gần đây gia đình xin cho Thành về điều trị tại nhà thì xảy ra vụ việc đau lòng. Đây không phải vụ án đầu tiên liên quan đến việc con rể thảm sát cả nhà vợ, cũng không phải là vụ việc đầu tiên con rể diệt tận gốc cả nhà vợ do mâu thuẫn đất đai. Mới nhất vào giữa tháng 8 năm 2022, chỉ vì mâu thuẫn đất cát, chàng rể quý đã lên cơn điên truy sát cả nhà vợ khiến ba người bị thương, một người tử vong tại chỗ. Mới nhất, người thân và chính quyền đã tiết lộ về lý lịch bất hảo và lời kể tường tận về cuộc truy sát của Bùi Văn Phiên tại Hòa Bình. Các xưa có câu có phúc dâu hiền rẻ thảo, vô phúc dâu cáo rẻ trồn. Dù biết chuyện dựng vợ gà chồng cho con giống như đánh bạc, ai biết được bản tính rẻ hiền ra sao sau khi rước được con gái về. Nhưng có lẽ thật vô phúc khi gia đình ông giải bà Mai đã rước quỷ về nhà. Liên quan đến vụ án mạng khiến 4 người thương vong ở Hòa Bình, ngày 26 tháng 8, công an tỉnh Hòa Bình đã phát đi thông báo truy tìm nghi phạm Bùi Văn Phiên 38 tuổi, trú tại xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình để làm rõ hành vi sát hại người. Phiên là nghi phạm trong vụ án mạng khiến một người tử vong, 3 người bị thương. Các nạn nhân là bố mẹ vợ, chị vợ và con trai Phiên. Người duy nhất thoát nạn trong vụ trọng án này là chị Bùi Thị Ngọc Ánh, vợ phiên, may mắn giữ được mạng sống khi nhanh chân chạy thoát. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn lên khu vực đồi núi vào chiều ngày 25 tháng 8, hai ngày qua, miền Bắc mưa lớn vì ảnh hưởng của bão số 3, Maon. Con đường mòn hướng lên ngọn núi phía sau hiện trường giờ đã ẩm ướt, nhấp nháp bùn đất. Kênh mương nhỏ sau trận mưa lớn kéo dài giờ hóa thành dòng nước chảy xiết, ngập đến đùi. Công tác điều tra truy bắt viên vì thế mà gặp nhiều khó khăn. Một chiến sĩ cảnh sát cơ động chia sẻ, họ bước đầu đã khoanh vùng được nơi phiên đang lẩn trốn, khu vực này xung quanh đều là đồi núi. Xuyên đêm ngày 25 tháng 8, gần 100 người, gồm nhiều lực lượng của xã, huyện và tỉnh đã tổ chức truy bắt phiên, thiết lập những chốt chặn dọc quốc lộ 6. Nhiều người tỏ ra vô cùng hoảng sợ, bởi trước đây, nghi phạm Bùi Văn Phiên được biết đến là một tên nghiện rượu chính hiệu. Mặc dù có vẻ ngoài cao to, gương mặt sáng sủa, ưa nhìn, thế nhưng sau mỗi trận rượu say, phiên lộ rõ tính tình nóng nảy và bất hảo của mình. Đáng chú ý, theo tiết lộ của vị lãnh đạo xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, cho biết nghi phạm không có công việc ổn định và lao động tự do. Vợ chồng Phiên đang sinh sống cùng gia đình nhà vợ ở xóm Trọng Phú. Được biết, Phiên lấy vợ và kết hôn từ năm 2006. Hai người con lần lượt ra đời trong niềm hạnh phúc và sự vun vén của gia đình hai bên. Bản thân bố mẹ vợ cũng đã hết sức tạo điều kiện khi cho vợ chồng chị mảnh đất cắm rùi, xây nhà để hai vợ chồng yên ổn chỗ ở. Cuộc sống hạnh phúc chẳng được bao lâu, vợ phát hiện phiên có mối quan hệ ngoài luồng qua những dòng tin nhắn với người phụ nữ khác. Từ đó mâu thuẫn giữa vợ và phiên nảy sinh, người chồng tay ấp gối kề cũng dần lạnh nhạt với chị và bắt đầu đắm chìm trong nhậu nhẹt rượu chè. Theo tiết lộ của ông Thanh, cậu của nghi phạm chia sẻ, Phiên là người hay uống rượu say xỉn về nhà và làm đủ kiểu, tác động chân tay, nói chuyện bằng nắm đấm, rồi quan mắng vợ con, cãi nhau với bố mẹ, chị gái. Mặc dù đã là bố của hai đứa trẻ, thế nhưng nhiều lần phiên sinh sự, chửi bới vô cớ, khiến hàng xóm và những người xung quanh phải tránh né. Tình trạng này diễn ra đã nhiều năm, gần đây càng căng thẳng thì xảy ra sự việc đáng buồn trên. Cũng theo một người hàng xóm giấu tên, Phiên là người sống khép kín, không phải người thân thiện. Thậm chí anh ta ít giao du với hàng xóm láng giềng Nhiều khi còn tạo khoảng cách Chỉ khi đi uống rượu say về Phiên mới thường xuyên làm ẩm ý với vợ con Nghe loáng thoáng Đều liên quan đến chuyện nhà cửa Đất đai phía vợ Điều vợ con nhún nhường chịu đựng Càng ngày phiên càng lấn lướt Thậm chí còn có mối quan hệ ngoài luồng ong bướm bên ngoài Để mặc vợ con vất vả Mà tự do ăn chơi hưởng thụ Cũng chính vì được bố mẹ vợ thương Coi như con trong nhà Mà không ít lần Bố mẹ vợ bỏ qua cho Phiên khi có tính khí nóng nảy hay chửi tục, mất kiểm soát và thiếu tôn trọng ông bà. Cuối cùng bi kịch đau lòng cũng đã đến khi phần con lấn át phần người. Trong một trận cãi vã vào trưa 25 tháng 8, Phiên đã ra tay truy sát cả nhà vợ và lấy mạng mẹ vợ mà không hề say dứt. Thông qua lời kể của hàng xóm, người thân có thể thấy, giải quý của ông rể là một người đàn ông rượu chè tệ bạc. Tuy nhiên họ không thể hình dung phiên lại có thể gây ra chuyện động trời đó, chính là thảm sát cả gia đình vợ. Nhìn vào khung cảnh tang thương bao trùm lên ngôi nhà mới xây nơi xảy ra vụ sát hại mẹ vợ cùng ba người khác bị thương, nhiều người không kìm nổi nước mắt. Chỉ biết trách số trời để mệnh người bạc, lòng người sống nông sống cạn. Hiện tại các công tác chuẩn bị cho tang lễ đang được mọi người gấp rút thực hiện, người thân của nạn nhân còn chưa hết bàng hoàng về sự việc vừa xảy ra. Nơi nạn nhân nằm xuống là căn nhà được xây dựng chưa hoàn thiện. Khoác lên mình bộ áo tang, bà Bùi Thị Ngọc Ánh, vợ phiên, chưa hết bàng hoàng khi gia đình mãi mãi mất đi một thành viên. Chị cho biết, mình kết hôn với phiên từ năm 2006. Chị Ánh và phiên có với nhau hai người con ngoan ngoãn. Gia đình ông giải tạo điều kiện hết mức cho con rể khi cho đất, cho nhà để hai vợ chồng an cư lạc nghiệp. Nhưng bỗng chốc, sóng gió đến với gia đình nhỏ, phiên ngoại tình không giấu nổi sự thất vọng với người chồng đầu gối tay ấp, chị Ánh và chồng càng trở nên xa cách. Tình cảm của họ dần dạn nứt, phiên lạnh nhạt hơn với vợ con, lười lao động hơn, vùi mình trong rượu chè suốt quãng thời gian dài. Mới đây, những cuộc cãi vã xuất hiện nhiều hơn. Theo chị Ánh, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, Phiên trở thành người chồng say xỉn hỗn láo, vũ phu. Nhưng chị không ngờ, Phiên lại cầm dao truy sát cả nhà. Nói về nguyên nhân dẫn đến việc Phiên truy sát cả nhà mình, chị Ánh cho biết rằng phiên mâu thuẫn với bố mẹ vợ khi ông Giải và bà Mai muốn san sẻ một phần mảnh đất của gia đình cho con gái cả, chị Tư, để làm nhà. Mặc dù đây là đất của bố mẹ vợ và phiên cũng đã có phần. Thế nhưng không hiểu sao, phiên lại ích kỷ, tham lam muốn chiếm thành của riêng. Cụ thể, 14 giờ ngày 25 tháng 8 của cãi vã lớn giữa phiên và ông Giải tái diễn. Cụ ông 70 tuổi muốn làm lại phần cống trước nhà của con gái cả để gia đình chị Tư đi lại dễ dàng hơn nhưng con rể không đồng ý. Phiên chửi bố vợ, chửi mẹ vợ bằng những lời lẽ xúc phạm. Điều này khiến vợ chồng ông rể và chị Tư không thể giữ được bình tĩnh. Đỉnh điểm của cuộc cãi vã, phiên chạy vào bếp lấy con dao rồi lao vào chém trúng chị gái vợ. Sau đó, phiên cũng dùng dao gây thương tích với ông rể khi nạn nhân này nằm trên giường. Nghi phạm chưa dừng lại mà tiếp tục truy sát bà Mai, chị Ánh và con trai học lớp 9. Chị Ánh khi đó kịp chạy thoát sang nhà hàng xóm nhưng mẹ của chị không may mắn như vậy. Bà Mai bị phiên đuổi đến ngôi nhà của chị Tư. Hắn ta dùng hung khí tác động vào vùng bụng khiến bà tử vong trên đường đi cấp cứu. Theo lời của chị Ánh vợ phiên, lấy mạng bố và chị gái không thành, anh phiên tiếp tục sang nhà chị gái ngay cạnh. Lúc ấy em và mẹ cùng con trai ở đó, con trai giữ cửa bảo em và mẹ chạy đi. Do mẹ nằm trong buồng không kịp dậy nên bị chém. Em chạy thoát lối cửa sau, sau đó chồng em quay lại đuổi chém con trai, may mắn nó chạy kịp cuối cùng may mắn, cậu con trai của Phiên cũng bị bố chém vào chân. Vợ Phiên cho biết không dám nghĩ đến, không nhớ chính xác anh ấy nói gì, chửi gì lúc đó cả. Sợ sau khi gây án, Phiên bị một công an viên ở gần nhà và người dân khống chế, nhưng hắn ta chống trả bỏ chạy lên đồi. Nơi xảy ra vụ án mạng bao quanh là rừng núi, dân cư thưa thớt, khu vực này không có camera giám sát để ra theo hướng bỏ chạy của Phiên. Mặc dù đến thời điểm này gia đình đã nhận bà Mai về để làm thủ tục lễ tang và an táng. Từng đoàn người cầm trên tay nén hương, gửi lời chia buồn tới gia quyến. Tuy nhiên, người dân đều lo sợ kẻ thù ác đang lẩn trốn trên núi sẽ quay lại trả thù, thậm chí diệt cỏ tận gốc. Sáng 26 tháng 8, xen lẫn dòng người cuốn khăn tang là sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát. Họ mặc đồ bảo hộ, mang theo súng, rùi cui, chia thành từng nhóm nhỏ truy tìm phiên. Kể từ khi vụ việc xảy ra, người dân tại xã Phong Phú nói họ bàng hoàng về vụ án và có phần lo sợ khi kẻ giết người chưa bị bắt. Từ hôm xảy ra vụ việc, người dân hạn chế ra đường, không tụ tập tán chuyện. Nhiều người ở trong nhà khóa chặt các cửa. Hình ảnh nhận dạng của phiên được Công an tỉnh Hòa Bình gửi đến từng gia đình, đồng thời thông báo truy tìm công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Còn gì đau khổ hơn là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Hành trình truy bắt con rể quý thảm sát cả nhà vợ sẽ diễn ra như thế nào? Phiên sẽ chịu ra đầu thú hay còn tiếp tục gan lì trú ẩn giống như tính cách ngông cuồng và tàn bạo của mình? đây không phải là vụ thảm sát đầu tiên liên quan đến con rể hay những đối tượng tâm thần mặc dù vụ án và đối tượng đã được khởi tố tuy nhiên đứng trước tội ác không thể dung thứ của những tên con rể mất lương tri này nhiều người không khỏi dùng mình vì giờ người ta sống cạn sống nông họ sẵn sàng vứt bỏ quyền con người để tức đoạt như mạng sống vô tội của kẻ khác chỉ vì cơn nóng giận tức thời liệu những gã con rể này có hối hận về tội ác của mình gây ra sau những tháng ngày chờ phán xét chúng tôi sẽ liên tục cập nhật về vụ án còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại